Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 thì cửa hàng của Xuân Đỉnh này tiếp tục cập nhật với các bác với những sản phẩm là loa bã nhật mới về. Và trong video này thì cửa hàng của Xuân Đỉnh về được hai cặp loa của hãng Onkyo. Hôm nay sử dụng chép họng kèn rất là khủng và tiếng của dòng này cũng như thương hiệu thì quá nổi tiếng rồi. Hai cặp loa về trong tình trạng là xuất sắc, không có điểm chê. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết cũng như quay cận cảnh và báo giá cho các bác về hai cái sản phẩm loa bãi này. Từ cái căng bên ngoài thì Xuân Đỉnh cũng vẫn để nguyên cho các bác rồi. Vì những cặp loa này toàn là những hàng tầm tiền cho nên là cái độ đẹp thì cứ phải gọi là xuất sắc. Cặp ở bên trái màn hình của các bác đây là cặp Onkyo D77FX, loa 3 đường tiếng bass 28, toàn bộ cục xung đúc, vỏ vân gỗ còn rất là đẹp. Đây là dòng D77FX các bác nhá. Dòng này thì cấu hình của loa cũng như hình thức của loa rất là sang trọng, vỏ màu gỗ và cái vân gỗ dòng này thì nó là vân gỗ sáng màu, đây gọi là gam màu sáng. Cặp loa có kích thước chiều cao là 69, chiều ngang 37 và chiều sâu của nó là 34, loa 3 đường tiếng. Tất cả những cái dòng này thì gân mút khi qua đường tàu biển về nó đều bị mục nên đã được thay hết sang gân mút mới rồi. Màng của nó là màng carbon. Cho nên để đảm bảo cũng như các bác chơi về lâu về dài thì cũng đã thay hết cho các bác để các bác an tâm mà sử dụng. Chung của nó là chung 16, cũng gân mút, màng của nó là màng carbon. Và một tép kèn hay tép còi thì các bác gọi thế nào cũng được. Đấy. Hình thức góc cạnh thùng thì rất là đẹp. Đây là Xuân Đỉnh đang quay chi tiết cho các bác về cặp loa. Đây là phần trước mặt này. Căng cước thì xuất sắc rồi. Góc cạnh thùng chi tiết từng chiếc một. Lỗ thông 10 phía đằng sau. Loa thiết kế là bên trái bên phải. Sri chiếc bên này là 354. Đây là thông số của cặp loa. Cặp loa này thì nặng 28 cân, công suất là 200W và loa trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 91 dB, made in Japan. Đây là cầu loa, lỗ thông 10 phía dưới. Đấy. Còn chiếc bên này thì nó có số series là 971, loa bên phải. Đấy, góc cạnh thùng khá là đẹp. Dòng D77FX này thì cấu hình cũng như hình thức các cái kiềng loa của nó còn rất là sáng, rất là đẹp. Và kiềng loa nguyên zin, không có mông má gì về kiềng loa cả. Đấy, còn vẫn giữ được cái độ bóng của những cái kiềng theo năm tháng. Mặc dù tuổi đời của những cặp loa này toàn trên 30 năm rồi. Loa khá là nặng, 28 cân một thùng. Hôm nay các bác là nghe nhạc cũng như hát hò karaoke gia đình cũng khá là tốt. Và với những cái dòng loa Onkyo này thì Xuân Đỉnh cứ mặc định cho các bác ghép hay. Nếu như với những dòng âm ly bã nhật thì vẫn là những dòng sượt xui, đánh về những dòng Onkyo này chất âm rất là tốt. Các bác có thể ghép về những cái bộ dẹp bao của Pioneer hoặc những dòng âm ly Pioneer công suất lớn, đánh ra mà khá là hay. Và cặp Onkyo D77FX này thì cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 10.500.000 đồng. Đấy, duy nhất chỉ có một cặp. Còn sang bên này thì với một cái vân gỗ nó đậm đà hơn và đúng màu của vân gỗ thì đây là cặp Onkyo D77FX 25 mã. Từ cái e-cam nó cũng quá xuất sắc rồi. Hai đây là gọi là hai anh em. Đấy, cặp FX và FX 25 mã. Cấu hình của loa thì nó cũng tương đương như nhau. Thì đây Xuân Đỉnh mở hết e-cam rồi thì quay xa là các bác có thể nhìn thấy rõ là cấu hình của nó thì tương đương như nhau. Nó chỉ khác là cái màu gỗ cũng như cái kích thước bề ngang. Thì bề ngang của cặp FX này nó là 37, thì cặp FX 25 mã này là 38 và nó có nặng hơn 1 cân. Thế là cặp loa FX 25 mã này thì nó nặng hơn 29 cân. Đấy. Còn cấu hình của loa thì như nhau, đều 3 đường tiếng bass 28, củ xung đúc, tép còi. Đấy. Hình thức loa rất là đẹp, góc cạnh FX 25 mã thì nó dòng này thì nó chỉ có sản xuất là FX và FX 25 mã thôi. Đây là thông số của cặp loa.
đấy, nặng hơn 1 cân, 29 cân. Công suất thì như nhau, 200W một loa, độ nhạy cũng là 9, con này thì độ nhạy 93 decibel. Margin Japan. Seri bên này là 823 loa bên trái. Bên này là 508 loa bên phải. Đấy, đây là seri của hai cặp loa, Xuân Đình đã quay cho các bác. Góc cạnh trồng thì rất là đẹp. Đây là hai cái cặp loa tuyển chọn trong video buổi tối ngày hôm nay mà Xuân Đình muốn giới thiệu cho các bác. Và cặp FX 25 mã này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 11.500. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc từ trước ra đằng sau luôn. Đấy. Những cặp loa này thì nó đủ tiêu chí cho các bác là nghe hay, bài đẹp, cũng như các bác phối ghép để ra được cái chất âm tốt thì các bác cứ ghép về những dòng âm đi của hãng Sơn Xui. Đấy, và những dòng loa FX này rất là tốt. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại 0395727582. Để chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.